Dự báo thời tiết chiều và đêm mùng 5 tháng 8, phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.